Này, cậu là sói à? Hứ, cái gì? Nó có đâu? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Không phải gì thôi, xin lỗi nha. Mà này, nếu như cậu đang nghi ngờ ai là ma sói, hãy báo cho tôi liền nha. Mấy con người này, có cái gì đó rất là kỳ lạ. Cái móc khóa hồi nãy, mình cảm thấy quen quen. Mình thấy ở đâu rồi vậy phải? Mình cũng từng thấy vai đã có một cái giống như vậy. Đừng có nói với mình, Louis và Vincent cũng là thành viên của hội thợ săn nhé. Sắp đến giờ bỏ phiếu rồi, hy vọng là mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Này, các cậu đã sẵn sàng rồi chứ? Ừ. Cậu yên tâm, tớ và Jessica đang sẵn sàng rồi. Cô rắn của mình đâu rồi nhỉ? Jackie à, cậu đừng có lo, đã có tớ rồi mà. Ơ, mấy tờ cờ đó đến rồi kìa. Đã đến giờ bỏ phiếu cho người có khả năng làm ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi. Một tiếng hoạt động, bắt đầu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra rồi đấy, các cậu hãy mau làm đi. Nếu thất bại là tôi sẽ tuồn ra những cái tấm ảnh này cho mọi người xem đấy. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Chúng ta làm đồng loạt nhé. Thưa Meta Carrot, em xin bỏ phiếu cho Hidudu ạ. Em cũng thế, em xin dành tặng một phiếu cho Hidudu. Em cũng vậy ạ. Hidudu, em bỏ phiếu Hidudu. Em xin bỏ phiếu cho người bạn da nâu nằm ở khu vực Nam Á, đất nước Ấn Độ, nơi mà bò được là vị thần của thông thờ xứ sở nơi đó ạ. Hidudu. Hả? Vụ gì thế? Sao mà diễn ra nhanh nói vậy? Cuộc bỏ phiếu mới mở ra được có một phút thôi mà. Các cậu nghĩ Hidudu là sói sao? Tuyệt vời, thì ra là cậu đã rủ bạn bè để cùng làm kế hoạch của mình ư? Tốt lắm, giờ thì mình phải giả vờ thôi. Nhưng gì thế? Tại sao các cậu lại bỏ phiếu cho tớ vậy? Cũng may là trước đó Maya đã giúp mình xảy ra một cái kịch bản lý do giả rồi. Tớ có cái lý do đấy. Chả là vào tối qua, trong lúc tớ và Yasu đang nói chuyện ở đằng sau trường học, thì bỗng dưng tớ nghe được các âm thanh kỳ lạ. Rồi tớ thử nhìn ra đằng sau xem thế nào, và rồi tớ thấy Hidudu đang làm cái gì đó rất là lén lút. Rồi cậu ấy móc lá bài ra, bước vào bên trong. Mà các khu vực đó làm gì có đèn hay làm gì? Cho nên á, tớ và Yasu mới tò mò, rồi đi theo cậu ấy để xem. Đến nơi thì tớ mới giật mình và ngã ngửa ra đằng sau. Trong khoảnh khắc đó, bọn tớ phát hiện ra Hidudu cầm lá bài lên và biến thành ma sói. Rồi cậu ta cố gắng ăn thịt hai vợ nữ đó là Maya và Haruko. Thấy thế, bọn tớ xông vào và cứu hai cậu ta. Hidudu có vẻ giật mình và cậu ấy đã hoảng hốt chạy khỏi khu vực đó. Tình cờ là ở cuối con đường đó, Yusenka và Fanken đang ngồi nói chuyện thì bỗng dưng thấy Hidudu chạy ngang qua. Vẻ mặt cậu ta trông có vẻ khá là hoảng hốt, trên tay vẫn còn giữ lá bài. Và nếu ghép lại sự kiện với nhau thì cả 6 người bọn tớ đều là nhân chứng đã thấy được việc cậu là ma sói đẩy Hidudu. Vì thế, cậu không thể nào cho cãi được đâu. Nhưng mà... Chà, cậu ta làm việc tốt đấy. Ồ, vậy là Hidudu đã có 6 phiếu rồi. Còn ai muốn bỏ phiếu không? Nếu như không có thì Star sẽ xin phép đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khoan đã. Em xin phép Mr. Carrot đừng kết thúc cuộc bỏ phiếu ngay lúc này, bởi vì có thứ em cần được sáng tỏ. Ồ, vậy thì được thôi. Thế thì ta sẽ đợi đến 12 giờ đêm vậy. Chuyện gì nữa đây? Kế hoạch công mà sắp thành công rồi, tại sao cái thằng Louis này lại chạy chân vào? Louis nè, có chuyện gì thế? Tớ không hề để các cậu bỏ phiếu một cách vớ vẩn như vậy được. Tớ xin khẳng định rằng Hidudu không phải là ma sói. Cậu ấy vô tội. Cái thằng Louis này nhạy thật đấy. Không ổn rồi, đã có người có ý kiến trái chiều chúng ta. Cậu sẽ giải quyết việc này thế nào đây Yaki? Cậu có lý do gì mà nói Hidudu không phải là sói chứ? Chính mắt mình nó thấy cơ mà. Các cậu đổ lỗi cho người khác hay thật đấy. Tớ thật là không ngờ cậu lại nói dối như thế Yaki à. Tớ nói thật mà, làm gì nói dối đâu. Cậu không thể thay đổi được quá khứ đâu. Bởi vì cùng thời điểm đó vào ngày hôm qua, tớ đã thấy các cậu ở nơi khác, chứ không phải là ở đằng sau trường học. Từ các khoảng cách ở trên sân thượng của trường, tớ có thể nhìn thấy được bao quát toàn bộ sự việc. Và những gì tớ thấy là không như lời cậu kể, các cậu không có hiềm khích hay cãi lộn gì với nhau, mà là một cuộc trò chuyện gì đó. Tớ đã nghĩ ngay đến việc cả hai cậu đang cố gắng tạo áp lực cho Hidudu. Hai cậu không muốn giết cậu ta vì sợ bị lộ, mà đã dành cho cuộc bỏ phiếu để không bị ai nghi ngờ, mà lại được lòng mọi người nữa. Tớ nói cái đúng không Yaki? Nó đáng thật lớn rồi, nhưng mà nó đã đúng khi Hidudu không phải là sói. Vì có cậu khá là đáng ngờ khi đã nói dối. Vì thế, em xin phép bỏ phiếu cho Yaki ạ. Không phải đâu. Cậu vẫn chưa chịu hồi nhận à Yaki? Được rồi, đấy là cậu đấy Vincent. Thôi được rồi, tôi chính là nhân chứng cho việc Hidudu không phải là ma sói. Tôi đã chứng kiến hết tất cả.
Louis sau khi thấy các cậu ở dưới bãi biển, cậu ta đã nhờ tôi theo dõi hoạt động của Hirudo. Và sau đây là lịch di chuyển vào tối qua của cậu ấy. Cậu ấy đã tò mò về cái chuồng rắn của Franken nên đã nói chuyện trong khoảng một lát. Rồi cậu ta thấy Giang ngồi đọc kinh nên nán lại nghe thử trong tò mò vào vài phút. Rồi Hirudo bị Aset lôi đến một nơi để giới thiệu dịch vụ xác ướp Ai Cập gì đó. Khi định ngồi ghế thì Vi từ trên cây nhảy xuống và mời Hirudo ăn xài chua chấm mớ ớt cùng. Và cuối cùng Hirudo vào căng tin để ăn đêm thì ở đó có Matador và Julien. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cho đến hết giờ thì về phòng ngủ. Và đó là tất cả thời gian hoạt động của Hirudo vào đêm hôm qua. Cậu ấy không có một phút giây nào biết hành xối cả. Em xin một phiếu cho Yaki ạ. Nào mọi người, hôm qua ai đã từng nói chuyện quay lại Hirudo, hãy giúp đỡ cho cậu ta đi. Ôi trời ạ, à, có hai bọn họ đã tính toán từ trước rồi sao? Ừ, cậu đúng thật, tôi thấy Hirudo bình thường mà. Em xin phép bỏ phiếu cho Yaki ạ. Em cũng thế, tại sao cậu lại đổ lỗi cho Hirudo ạ? Em bỏ phiếu cho Yaki. Này này, Hirudo sẽ đăng ký dịch vụ xác ướp Ai Cập cho tôi đó. Cậu ấy chết thì bây giờ là sao tôi có thể làm kịp hả? Em xin bỏ phiếu cho Yaki ạ. Vincent nói đúng rồi, tối qua là tôi có ăn xài cùng với lại Hirudo mà. Vậy là cậu đã đổ lỗi cho Hirudo chứ? Em bỏ phiếu cho Yaki ạ. Ôi trời, tại sao mọi người lại bỏ phiếu cho tôi chứ? Vậy là số phiếu đã bằng nhau, Yaki gặp nguy rồi. Yusinka à, chúng ta giúp Yaki làm sao đây? Tôi đang cố gắng suy nghĩ đây. Kế hoạch đã lẽ ra thành công rồi. Tại cái tên Hirudo này cứ đi lung tung làm mọi chuyện rối tung lên hết. Còn 30 giây nữa, ta chuẩn bị đếm ngược nhé. 30 29 28. Thôi chết rồi, gần hết giờ ăn rồi, làm sao bây giờ đây? Yaki, tôi không muốn cậu bị bại lộ đâu. Hay là tất cả mọi người bình chọn cho cậu nhé. Cậu ấy đã sẵn sàng hy sinh được mình, thật là nguy hiểm quá đi mất. Không, đừng, đừng làm thế Maya, hãy để yên đấy cho tớ. Tôi đã trông chờ vào cậu ở cổ phiếu này. Xem ra cậu đã thất bại rồi Yaki à. Tôi sẽ cho mọi người thấy thân phận thật sự của cậu và Yasuo là ai. 9 8 7. Đã quá muộn rồi, tôi không thể chờ hay được nữa. Thôi chết rồi, Hirudo vừa ngồi dậy và vừa cầm cái điện thoại lên. Làm sao giờ đây? Giang ơi, cậu đã bỏ phiếu chưa? Mô Phật, tôi quên mất. Tôi bỏ phiếu bây giờ đây. Ôi trời ạ, à, cậu ta đã quên rồi mà còn nhắc cậu ta nữa. Cái thằng Louis này nguy hiểm thật. 4 3 2. Này các cậu, em sẽ bỏ phiếu cho. Hãy cùng nhau thử vận may với Yaki nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh, cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopyaki.vn. Rồi. Ủa, sao mình chẳng bị gì hết vậy? Thật hay quá, Giang vừa bỏ phiếu cho Hirudo đó Yaki. Vậy có nghĩa là chúng ta đã thành công rồi sao? Hả? Chuyện gì thế này? Tại sao Hirudo không chết vậy? Vẫn còn người khác nè. Rõ ràng á là cậu ta đã bị nổ tung khi bỏ phiếu rồi mà. Tôi đã nói rồi mà, cậu ta không có chết được đâu, mà cậu ta sẽ chết vì già. Mô Phật, tôi nhìn qua đôi mắt của Hirudo, tôi thấy cậu ta cần sự giải phóng, nên tôi đã giúp cậu ta. Cảm ơn cậu nhiều nhé Giang. Mọi người đã là hỏng gà của tôi rồi. Mà không sao, vì Hirudo không chết, có nghĩa là cậu ta đang nắm giữ lấy bài đặc biệt phải không? Để tôi đoán nhé, kẻ chán đời. Chính xác, giờ thì tôi đây là tự do rồi. Xin chúc mừng Hirudo, em đã hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là kẻ chán đời. Em sẽ được ra khỏi đây trong giây lát. Yo, tuyệt vời, tôi được tự do rồi. Rất vui được làm quen với mọi người nha. Tuy ngắn ngủi nhưng mà tôi sẽ nhớ kỷ niệm này lắm. Tôi có mở một tiệm cà ri với công thức siêu ngon do tôi tự nghĩ ra. Nếu mọi người có đi du lịch Ấn Độ, nhớ liên hệ với tôi nha. Tôi hứa là sẽ đãi miễn phí cho mọi người một bữa thật là no nê luôn. Xin lỗi mọi người vì tôi sẽ rời khỏi cái lớp học này hơi bị sớm nha. Bởi vì tôi đang cần tiền để có thể phụ giúp cho gia đình. Mà bố tôi lại...
mà bố của tôi thì đang lao động ở nước ngoài, mẹ tôi thì đang nằm viện do tai nạn. Tôi là đứa con một trong gia đình, sẽ thật là khó khăn khi mà không có tôi ở đó. Với lại nếu ở đây, chắc gì tôi đã thắng phải không? Có cơ hội rời đi như thế này, quả là tốt thật. Chà, trường hợp của cậu hơi giống Honolulu nhỉ? Tạm biệt, Hiyudu. Hả? Cậu mới tham gia có một ngày thôi mà rời đi sớm thế hả anh bạn? Tôi ước gì tôi có thể về nhà như cậu ấy, bởi vì tôi cũng có khá là nhiều chuyện ở nhà. Ok, chuẩn bị đi nào. Chào tạm biệt lần cuối nha. Ủa, cái điện thoại của mình đâu rồi? Vincent, tại sao cậu lại lấy điện thoại của tôi? Xin lỗi nha, tôi cần nó có một chút chuyện, rồi tôi sẽ trả lại cho cậu sau. Không, không được, trả lại cho tôi nhanh lên. Đến lúc rồi, Hiyudu, chúc em ra về vui vẻ. Không, khoan đã. Cậu ta biến mất rồi. Ôi không, điện thoại của Hiyudu đã bị Vincent ăn cắp, mà trong đó toàn là những hình ảnh của mình và Yasuo đã biến thành số và cà rồng. Làm sao bây giờ đây? Cậu nhanh tay thật đấy Vincent à. Chúng ta đã có thứ quan trọng cho việc điều tra rồi. Louis, Vincent, tôi phản đối hành động ăn cắp đồ vật của người khác của hai cậu. Phải đấy, tại sao hai cậu lại làm như thế chứ? Có vẻ như các cậu hiểu lầm rồi. Bọn tôi không hề ăn cắp, mà bọn tôi chỉ mượn một chút thôi mà. Theo tôi nhớ không lầm, thì lúc nãy trong lúc Hiyudu sắp bị bỏ phiếu, thì cậu ta có cầm cái điện thoại lên và định cho mọi người xem cái gì thì phải. Và tôi nghĩ rằng tôi đã xem nó vậy. Thôi chết rồi, mình sẽ bị bại lộ, phải dùng phép dịch chuyển cái điện thoại thôi. Mình vẫn chưa phục hồi hết sức mạnh được. Ồ, cậu nhìn này, cái điện thoại này có xài mật khẩu. Điện thoại có mật khẩu thì các cậu hãy bỏ cuộc đi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi có thể mở khóa bất kỳ điện thoại nào trên thế giới đó. Ồ, mở được rồi này. Không, đừng mà. Để xem cậu ta giấu cái gì trong điện thoại này. Chỉ là những tấm ảnh cậu ấy chụp ở Ấn Độ thôi, không có gì đặc biệt hết. Tôi đã quá đa nghi rồi sao? Vậy là Hiyudu đã xóa đi tấm ảnh khi bị bỏ phiếu rồi sao? Cậu ta đã giữ lời hứa, thật may quá đi. Thôi được rồi, Hiyudu đã rời khỏi trò chơi trong cuộc bỏ phiếu này. Đã đến giờ mà sẽ hoạt động, ai có hình phạt thì nhớ làm đi nha. Tối hôm nay biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng may là mình không bị làm sao cả. Maya, tôi sẽ giúp cậu làm hình phạt. Thật hả? Tôi vui quá, chúng ta đi nào. Được rồi, tạm biệt mọi người nha, hẹn mai gặp lại. Không biết là mấy người dân làng bị bắt cóc ở đâu ta, khó tìm quá vậy. Yaki nè, cậu có thấy Vincent và Louis có gì đó rất là đáng sợ không? Đúng rồi, hình như là hai cậu ấy là thành viên của hội săn ma sói đó, bởi vì tôi thấy có huy hiệu rất là giống với lại Violet. Cậu nói thật sao? Đúng rồi, tôi có mang hai cái laptop nè, để tôi hỏi chị Karen cái đã. Sao hai em lại hỏi về Louis và Vincent vậy? Đúng rồi, hai cậu ấy chính là thành viên trong hội thợ săn và chính là thành viên cấp cao đó. Vậy là chúng ta đã đoán đúng rồi Maya. Mà vậy Karen ơi, sức mạnh của bọn họ thật sự là gì ạ? Hai bọn họ là một cặp bầy trùng kết hợp cực kỳ ăn ý trong hội thợ săn đó em. Tỷ lệ thắng của họ khi tham gia lớp học ma sói là 100%, luôn chiến thắng với mọi tư cách là dân làng, phe thứ ba hoặc thậm chí là ma sói, ma cà rồng. Louis vốn được sinh ra trong một gia đình tri thức, bố làm luật sư, mẹ làm giáo viên, nên em ấy vốn thông minh từ nhỏ. Với tài suy luận và phán đoán của mình, Louis đã nhiều lần dụ được ma sói rơi vào bẫy của em ấy. Nhờ vào khả năng hắc não đối phương và sắp đặt những cái bẫy hoàn hảo khống chế được nhược điểm đối phương, không có một con ma sói hay bất kỳ ma cà rồng nào có thể vượt qua mặt được Louis. Bọn chúng luôn bị bại lộ thân phận một cách nhanh chóng, và trò chơi khi mà có Louis tham gia sẽ kết thúc sớm khoảng 2-3 ngày. Mà chị nghe nói là Louis vừa rồi đã đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi các quốc gia đó, vượt mặt người đứng hạng nhất năm ngoái với chênh lệch là 0.5 điểm. Lại một thanh niên coi nhà người ta à. Đừng để cho bố mẹ xem cái tin này mới được, nếu không thì ăn uống sẽ không ngon. Tớ thì hay được bố mẹ người khác gọi là coi nhà người ta đó Yaki. Xem ra Louis là một người chúng ta cần phải cẩn thận. Mà chị Karen ơi, thế thì Vincent có sức mạnh gì ạ? À? Nếu như Louis là bộ não thì Vincent chính là tay chân. Cuối cùng mình đã điều khiển được cơ thể của tên Yasuo rồi. Phải tranh thủ đi săn người thôi. Nghĩ lại thì thật là tức cái chuyện hôm qua. Cái tên Yaki này thật là phá đám quá mà. Con một của mình đây rồi. Phải tận dụng trong lúc nó đang sơ hở. Phải giết nó thôi. Ta sẽ cho người thấy ma cà rồng sinh sống ở vùng biển mạnh cỡ nào. Hmm.
Thật là không ngờ lại tiêu diệt hắn một cách dễ dàng như vậy, chả tốn một chút sức lực gì cả. Mà khoan đã, cái gì đây? Mình vừa chém một khúc gỗ à? Không thể nào. Hắn ta biến đi đâu mất rồi? Hắn ta chưa lên tầm mặt nước. Ẩn hình thuật. Sức mạnh vừa rồi là cái quái gì thế hả? Ồ, có vẻ như là bao nhiêu đồ đánh nóc của ta ngươi vẫn chưa chết nhỉ? Có lẽ là ta cần có thứ gì đó đủ đô hơn. Trường hợp của Vincent khá là đặc biệt và rất là hiếm hoi. Vincent hay thường được mọi người gọi với cái biệt danh Ninja cuối cùng của nhân loại. Thank you.